Kính chào toàn thể anh em. Lên sóng test giới thiệu và bán với anh em một cặp loa của hãng Denon. Một cặp loa tách dàn mini. Dàn này thì quá là VIP anh em nhé. Model của cặp loa là Denon M41. Đó. Anh em có thể thấy. Loa sử dụng cặp loa bass 12 gân cao su và jack đo. Công suất hai loa là 240W và trở kháng. Các bác chuyển chút xíu kiểm tra lại. Trở kháng của con này nó là 6 ohm anh em nhé. Trở kháng 6 ohm, loa jack chạm bắp chuối. Tổng thể về hình thức của cặp loa, bãi con này là vận chuyển theo con đường hàng bãi nha anh em nhé. Tuy nhiên cho nên là nó không tránh khỏi các vết xước sát nhẹ nhẹ do vận chuyển. Thế còn nếu như con này mà đi theo con đường hàng đấu giá thì nó sẽ khẳng định các bác là đẹp long lanh luôn. Đấy, vuông thành sắc cạnh. Nếu như hàng đấu giá thì sẽ đẹp long lanh luôn. Tuy nhiên nếu mà hàng đấu giá về thì cộng cước vào thì nó kinh khủng lắm. Giá nó phải tầm khoảng 6 triệu cơ. Cặp loa này thì báo giá luôn đến các bác. Em bán với giá chỉ 3 triệu 800 nghìn đồng. Và bao ship toàn quốc cho các bác và anh em mình. Đó. Còn nếu như con này mà hàng đấu giá thì cực đắt. Bởi vì hàng này, cặp loa này nếu mà đi kèm với cả cái cục âm ly của nó thì anh em vẫn đang bán giá dao động từ 9,5 đến 10 triệu. Thì anh em biết rồi ạ. Đấy, tuy nhiên thì con này thì em chỉ về cặp loa. Cho nên em sẽ bán cặp loa cho các bác và anh em mình chơi. Với cái chất âm vô cùng ấn tượng, cực kỳ hay, đánh đều ba giải bass, jack và mix đều rất là tốt. Đó. Bây giờ thì em sẽ đi quay qua hình thức cho các bác và anh em mình và đồng thời đo cái kích thước cho các bác luôn. Ok, em đo kích thước trước ạ. Con này sử dụng con bass 12 anh em nhé, jack đo. Chiều cao của cặp loa là 24,5 cm. Chiều sâu của thùng loa tính cả lắp ghe căng thì nó rơi vào khoảng độ 23 cm. Và chiều rộng của thùng loa là 14,5 cm. Loa vuông vắn, lỗ thông hơi phía sau. Rồi em sẽ quay chi tiết hình thức cho các bác nhé. Mặt trước là các bác nhìn thấy rồi đấy, rất là đẹp. Đây cạnh này của nó đây, có các vết xước sát nhẹ nhẹ do vận chuyển. Bởi vì con này đi theo con đường là hàng bãi. Nếu như vận chuyển theo đường đấu giá hàng không thì nó sẽ không hề có một vết xước sát nào. Tuy nhiên thì cước cộng vào thì cao lắm. Con này phù hợp với các bác nào có mức độ kinh tế gọi là trung bình thì mình vẫn có thể chơi tốt được nhé. Đấy, vì mức giá em để cực kỳ là bình ổn rồi. Nên bình thường anh em phải bán 5 hoặc là 6 triệu nữa đẹp tuyệt vời. Đây là phía sau nhé. Lỗ thông hơi của nó được thiết kế với một cái mút anh em nhé. Đây cái mút đấy, bịt kín ở đây. Có thể là nó có tác dụng là lọc thanh lọc âm thanh gì đấy, hoặc là nó cái tính năng trước mắt của nó là nó chống cái côn trùng nhá, đỡ chui vào nhá, cắn xé loa đấy. Còn những tác dụng khác của nó thì các bác cái này nhảm rất là tính toán thôi. Đây giác chạm bắp chuối anh em nhé. Công suất hai loa đây, công suất hai loa là 240W hai loa, tương đương với một loa là 120W đó. Đấy là công suất tiêu thụ, công suất max anh em nhé. Hai loa là cùng series luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy series nó đây. Đít là 017 anh em nhé. Đấy. Tổng thể là rất là đẹp. Xước sát không đáng kể anh em nhé. Hàng bãi thì vẫn có nhưng không đáng kể. Cái căng của nó thì còn rất là ngon lành nghẻ luôn, đẹp luôn. Chữ đơn đông, bóng nhoáng luôn. Rất đẹp anh em nhé. Đấy, cái căng rất là đẹp. Đấy. Do vận chuyển cho nên là cái căng chân bên này nó có bị gãy ra thì em đã gắn keo rồi các bác nhé. Đấy. Nói chung là cái này ở bên trong cho nên nó không ảnh hưởng gì cả. Em gắn keo chắc chắn rồi. Đó. Báo giá luôn với anh em, xong rồi sau đó em sẽ test âm cho các bác nhé. Báo giá luôn với anh em lại một lần nữa là với cặp loa Denon M41 trung kiên audio bán giá 3 triệu 800 nghìn đồng và miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác và anh em mình. Với các đơn hàng các bác mua hàng chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn phí ship nhé. Còn với các đơn hàng chuyển cọc thì các bác vui lòng cọc cho em với sản phẩm này là 400 nghìn đồng. Tuy nhiên với các đơn hàng anh em mua hàng chuyển cọc thì anh em vui lòng trả phí ship giúp trung kiên audio. Giá bán thì em sẽ tặng kèm thêm cho các bác cái bộ chân kê này nhé. Đấy, kèm luôn cho các bác luôn để các bác kê loa. Đấy. Ok các bác nhá, bây giờ thì em xin phép là đi test chất âm cho các bác và anh em mình trải nghiệm. Em sẽ mở một cái bản nhạc rất hay của ca sĩ Ngọc Diệu, một trong số những ca sĩ được đánh giá rất là cao, một tài năng trẻ, triển vọng và với chất giọng ngọt ngào, chi tiết và nói chung là với chất giọng bolero thì rất là phù hợp với cặp loa này. Mình mời các bác trải nghiệm cái chất âm của cặp loa. Thank you.
yêu anh thật nhiều. Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời anh là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay. Làm sao chung đường chung ngỡ như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi anh lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chậm cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Tình như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi anh có mà sao anh để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đơn thank you.
có người đang ngóng chờ. Nhớ anh lệ thắm khăn tay, ngóng con ngủ say giấc nồng, bẽ bàng mộng ước đêm đông. Sống bên nhau sâu cho gió mưa bão bùng, thề yêu nhau đến muôn ngàn sâu. Chúng non nước hẹn nhau ngày mai thái bình, tình đôi ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu khấn nguyện. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Cặp loa này được thiết kế cực kỳ là đặc biệt, với cái chất âm mà rõ ràng sạch bạch. Và anh em có thể cảm nhận, nếu như mình đeo tai nghe chuẩn mình nghe thì mình có thể thanh lọc tất cả các cái âm sắt cũng như là các cái nhạc cụ nó phát ra trong cái ca khúc vừa rồi. Rất hay luôn các bác nhé. Xin phép báo giá lại với các bác và anh em, với cặp loa này Trung Kiên Audio đang bán với giá là 3.800.000 đồng. Giá miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác, và anh em mua hàng chuyển khoản đủ cho Trung Kiên Audio. Còn với các đơn hàng chuyển cọc, các bác vui lòng cọc cho em là 400.000. Tuy nhiên thì với các đơn hàng chuyển cọc thì bên em sẽ không bao ship. Giá em bán sẽ tặng kèm các bác bộ chân kê. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video test của Trung Kiên Audio, và hẹn gặp lại các bác trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.